tạo một sân chơi giúp các tân sinh viên được làm quen với môi trường mới. Ngày 16 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Đại Nam đã tổ chức một chương trình Tiếng Anh với sinh viên Đại Nam, cơ hội việc làm. Giữa đất nước này, niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng. I feel good. I feel great. I feel wonderful.
chúng ta học tiếng Anh nói riêng. Các bạn có nhìn thấy cái slide ở phía góc bên kia không ạ? Ok, đó các bạn có thể nhìn vào, có thể follow rất là theo bài nói của cô, nó sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta không phải là chúng ta chọn nhiều cái bài nói gì đó mang tính nghiêm trọng đâu, mà trang trọng chúng ta chỉ chia sẻ thôi. Cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của cô sẽ nhằm để chúng ta tìm hiểu về cái lý do vì sao mà mình học tiếng Anh nhưng mà chưa thực sự hiệu quả. Và cái câu hỏi đó chính là quay chuyển. Đây là một câu hỏi rất là lớn. Tại sao mà việc học tiếng Anh của mình không hiệu quả? Next one, please. Next one. Oh, my God. Move on, please.
nếu mà không có kế hoạch thì ước mơ, tức là cái mục đích đó mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Vâng, xin mời các bạn. Excuse me. Các bạn có thể nói cho mình biết là trong cái quá trình mà mình học tiếng Anh, các bạn có thể nhìn thấy cái gì chẳng ngang kia không ạ? Các bạn có nhìn thấy bức tường không ạ? Các bạn ở bên đây có nhìn thấy bức tường không ạ? Theo các bạn thì bức tường thì đại diện cho cái gì ạ? Đúng rồi, nó là cho rào cản của chúng ta đi. Thế khi các bạn học tiếng Anh, các bạn gặp rào cản kia, một số nó sẽ dễ trái, một số sẽ dễ phải. Nhưng mà có bao nhiêu người dám vượt qua bức tường kia để đi tiếp đến đích của mình không ạ? Các bạn sẽ vượt qua đúng không ạ? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Good job. Right, very good. Có nghĩa là các bạn phải kiên trì. Chúng ta phải kiên trì như thế này. Hôm nay mình sẽ học 5 từ, ngày mai các bạn sẽ học 10 từ. Hôm nay các bạn chỉ dừng lại ở câu nói rằng là hello, I'm Ian. Yes. And tomorrow, ngày mai các bạn sẽ nói là hello, I'm Ian and nice to meet you. Mỗi ngày các bạn học thêm cho cô một câu đó. Đúng không ạ? Và cô rất là cần các bạn kiên trì. Đúng không ạ? Thế nhưng mà cô thấy là rất nhiều bạn bảo cô ơi, kiên trì lắm. Khi nào em cũng học từ vựng, rất là nhiều học trò năn nở như vậy đấy. Nhưng mà sao em không thành công? Và các bạn đang thiếu một thứ cực kỳ quan trọng. Nó là cái nguyên nhân tiếp theo nhưng mà không phải là cuối cùng là cái quan trọng và quan trọng lắm đấy ạ. Đó là come on, next, come on please. Go. Yes, các bạn nhìn thấy không ạ? Chúng ta điểm khởi đầu, sau đó mình có kế hoạch. Các bạn ở đây có thể nhìn sang phía slide của cô ạ. Và chúng ta có kế hoạch, sau đó chúng ta sẽ move, có nghĩa là chúng ta sẽ di chuyển đến cái đích. Muốn làm được điều đó thì mình cần một gì ạ? Xin mời cô Ngọc cho các câu trả lời không ạ? Vâng, chúng ta cần một phương pháp. Nhưng mà thực ra phương pháp của mình chưa hợp lý ạ. Ví dụ cô nói đơn giản như thế này ạ. Các bạn học từ handsome phải không ạ? Đúng ạ? Các bạn biết handsome là gì không ạ? Thế ra bao giờ các bạn chắc là cái phương pháp này rất là nhiều bạn học ạ. Handsome, đẹp trai. Handsome, đẹp trai. Handsome, đẹp trai. Và cái trang giấy đó kín bẩn. Handsome, đẹp trai. Bây giờ cô sẽ mời một vị khách. Thầy chỉ đứng lên trong vòng 1 giây phút. Có bạn nào có thể nói được ra một câu như này ạ? Stuart, would you mind standing up please? Just standing up and look at the camera. Oh my God! Thank you, thank you so much. Chúng ta sẽ có một câu là gì ạ? Oh my God, he's so handsome. Có nghĩa là các bạn làm gì ạ? Đặt câu về nó. Chúng ta hãy cùng sử dụng nó. Nếu bạn học tiếng Anh, các bạn học từ một cái chữ chép vào vở thì làm sao mà chúng ta có thể nói được và sử dụng được? Vậy thì đó là có rất là nhiều nguyên nhân các bạn không thành công. Nhưng mà trên đây là cô vừa đưa ra bốn cái nguyên nhân mà cô nghĩ là thực sự là quan trọng. Các bạn có nhớ được nguyên nhân đầu tiên của chúng ta là gì không ạ? Nguyên nhân đầu tiên là gì ạ? Ok, chúng ta không có mục đích, vậy chúng ta phải làm sao ạ? Phải xây dựng cái mục đích của mình. Các bạn ngồi đây và các bạn xây dựng mục đích cho tương lai. Các bạn ở nhà và lập lên một cái kế hoạch ạ. Vâng, và tiếp theo là hãy kiên trì theo đuổi. Tiếng Anh có một câu đó là no pain no gain, được chưa? Không có đau thương thì sẽ không có những sự thành công sau này, đúng không ạ? Và cuối cùng là hãy dựa theo rất là nhiều yếu tố để các bạn tìm ra được một phương pháp học thật là hay và thật là hiệu quả cho bản thân mình. Vậy phương pháp đó là gì? Thì đương nhiên là các cô nói đến vấn đề phương pháp, các cô sẽ giúp các bạn tìm hiểu xem vậy phương pháp đó là gì. Thì bây giờ cô sẽ nhường sân khấu dành cho cô nào, và cô sẽ giúp các bạn hiểu và có thể gợi ý cho các bạn một số phương pháp mà các bạn học tiếng Anh thật sự hiệu quả. Can you do it? Yeah, thank you. Now. Các phương pháp hay là các yếu tố chúng ta học thành công hơn, đúng không nhỉ?
khi mà chúng ta bắt đầu từ một sự dễ dàng và dần dần chúng ta có thể lên được thì nó sẽ có tạo được ứng dụng cho chúng ta, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta có thể bắt đầu với cái gì đó từ chính bản thân chúng ta, đó là gì đấy ạ? Personality, tính cách, được không ạ? Điển hình ví dụ như những bạn nào có tính social, outgoing, có nghĩa là thích giao lưu, thích kết bạn, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể tìm đến một môi trường người nước ngoài để mà có thể được giao lưu kết bạn, đúng không ạ? Đó là
việc của mình thì xin trọng giới thiệu với toàn thể các thầy cô giáo và các bạn sinh viên có sự hiện diện của chúng ta hôm nay, và Cao Thị Hòa, giám đốc tài chính trường Đại học Đại Nam. Vâng, có câu hỏi này cho các bạn như này, bây giờ các bạn cảm thấy thế nào? Tôi nghe ý kiến từ phía bên này ạ, các bạn cảm thấy thế nào? Mệt đúng không ạ? Quá mệt. Gần nhau đi xem ai có lỗi gì, ngồi gần nhau đi xem ai.
Clearly, loudly.
Thank you.
Thank you.
Tôi sẽ hát cho mọi người mãi bên tranh trong tim, thành công sẽ
đến với tôi và sẽ đến cho mọi người an về một ngày mai cái gian gian. Chào nhau. Không phải tán đâu.